ngày 26 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1985, trú thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thanh không có công ăn việc làm ổn định, tuy nhiên đi đâu Thanh cũng giới thiệu mình có mối quan hệ thân quen với người có vai vế, có thể xin việc làm tại các công ty lớn, với mức thu nhập ổn định, từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Vì nhu cầu muốn có việc làm nên nhiều người đã tin lời Thanh. Tuy nhiên, muốn được Thanh xin việc, mỗi người phải đặt cọc từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, tùy vị trí việc làm và công ty. Tính đến thời điểm hiện tại, với hình thức lừa xin việc, Thanh đã lừa khoảng hơn 200 người, chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.